Năm hồng danh là mạch sống. Dấn: từ khi tâm ấn âm thanh bên trái làm con bực dọc, con ráng mọi cách mà con được dạy trong lúc tâm ấn để giải quyết vấn đề. Con thử nhiều cách mà hiệu quả không bao nhiêu. Vấn đề này vẫn còn phiền não con. Sư phụ: ngủ bên mặt. Dấn: con có ngủ bên mặt nhưng âm thanh bên đó vẫn to. Sư phụ: nghe điện thoại cũng bên mặt luôn. Mỗi lần nghe âm thanh bên trái, niệm năm hồng danh liền, rồi nó sẽ hết. Nhớ luôn niệm năm hồng danh. Nhiều khi quý vị quên không niệm hồng danh, nên mới bị phiền nhiễu. Năm hồng danh có là để bảo vệ mình 24/24 và giữ mình câu thông với Thượng Đế. Nếu mình cắt sợi dây đó đi thì cũng giống như là... Hiểu không? Thí dụ chúng ta sắp bị chìm ngoài biển, có sợi dây cứu mình, kéo mình lên bờ, thì mình phải bám vào nó thật chặt. Buông ra là chìm, hiểu không? Nước chảy vô mắt, vô mũi, rất đau đớn, nên mình phải nắm lẹ sợi dây đó để mà tiếp tục vô bờ. Nhưng trong lúc đó mình cũng đau khổ lắm rồi. Đừng quên niệm năm hồng danh luôn luôn. Niệm trong lúc ăn, lúc đi ngủ, lúc làm bất cứ việc gì, lúc nào niệm được thì niệm. Nó là mạch sống của mình đó. Ok, quý vị có nó. Tốt nhất là tự mình nấu ăn. Chúng ta ăn thức ăn thuần chay, nhưng đôi khi nó chứa những nguyên liệu không thuần chay mà không được liệt kê trong thành phần. Và chúng ta càng ăn, càng có hại cho sức khỏe của mình. Tâm trí của chúng ta trở nên kích động hơn, rồi chúng ta tức giận và mọi người bắt đầu tranh cãi với nhau. Thấy không? Thậm chí là như vậy. Ăn thuần chay không có nghĩa là luôn luôn có an bình và hạnh phúc. Chúng ta vẫn có thể bị gạt. Đôi khi, thành phần động vật được thêm vào thực phẩm chay vì người bán tin rằng như thế sẽ ngon hơn và bán chạy hơn. Con người bị gạt, đôi khi cả ma túy cũng được bỏ vào. Một trường hợp như vậy đã được báo cáo ở Trung Quốc. Ma túy được thêm vào thịt để làm cho người ta nghiện, để kinh doanh sẽ tốt hơn. Thật kinh khủng. Thành ra ngày nay rất khó để thật sự bảo vệ bản thân chúng ta. Tất cả chúng ta phải cảnh giác hơn, cẩn thận hơn. Thật tốt là chính phủ Đài Loan Formosa bây giờ ban hành luật pháp yêu cầu thành phần phải được liệt kê rõ ràng trên nhãn sản phẩm. Nhưng tôi cũng không biết danh sách rõ ràng được bao nhiêu. Tốt nhất là tự mình nấu ăn. Dù sao chúng ta cũng không cần bất cứ thịt thuần chay nào. Nếu thực phẩm đó là do chính đồng tu mình làm thì được. Chúng ta phải kiểm tra xem có ổn không. Kiểm tra xem có thứ gì như hành trong thành phần không. Các sản phẩm người ngoài làm thì tôi không biết. Tôi không thể bảo đảm. Chúng ta phải giữ mình trong sạch và tinh khiết. Ví dụ như nếu quý vị thỉnh thoảng ăn một chút thì vẫn không sao. Hoặc nếu quý vị nấu cho người khác và thỉnh thoảng dùng một lần thì không vấn đề gì. Ngoài ra không phải là lúc bế quan nên ổn hơn. Trong lúc bế quan quý vị không thể ăn những thứ đó. Nếu ăn thì quý vị không bình tâm được. Tư tưởng của quý vị sẽ chạy lung tung. Tôi không dọa quý vị đâu. Cũng không phải vì Đức Phật đưa ra các giới luật mà tôi trì giới. Không liên quan đến giới luật, mà vì lợi ích của quý vị phải bảo vệ bản thân. Đây là từ kinh nghiệm cá nhân tôi. Không phải vì Đức Phật nói điều này, điều kia. Nếu không tin điều này, quý vị có thể thử xem. Đóng cửa lại và tọa thiền trong 3-4 ngày. Và mỗi ngày ăn hành, hoặc chỉ ăn trong một ngày. Ăn nhiều thức ăn có hành, tỏi. Hoặc quý vị tự nấu cho mình và cho chút hành tỏi vào thức ăn. Không nhất thiết là nhiều, mà vừa đủ làm cho thức ăn ngon thôi. Và rồi quý vị tọa thiền trong 3 ngày. Sau đó đến cho tôi biết là tôi nói có đúng hay không. Tôi không dọa quý vị đâu. Để làm gì? Tại sao tôi lại dọa quý vị chứ? Ăn hành hoặc tỏi không phải sát sinh. Tôi không nghiêm khe. Tôi chỉ khuyên quý vị thôi. Quý vị thấy đó.
Đây là lý do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải nói về những điều này. Nếu Ngài không nói về hành tỏi, làm sao chúng ta biết được? Kỳ lạ, ta ăn chay, ăn thuần chay, ta không ăn chút gì có thành phần động vật, tại sao tâm trạng ta lại không tốt? Và ta không thể buông bỏ ham muốn tình dục. Quý vị không biết. Thành ra chúng ta cần phải cảm ơn Đức Phật, cảm ơn Ngài. Nếu thật sự muốn lên cao. Sư phụ, miễn là cô thành tâm tu hành, làm hết sức mình là tôi vui rồi. Thành thử ra cô luôn luôn đến đây, bởi vì cô không thể tìm thấy hạnh phúc nào với bạn trai của cô hết, nên cô luôn luôn đến đây. Dẫn, thưa sư phụ, Ngài là tình thương chân thật duy nhất của con. Sư phụ, ồ, vậy à. Nhưng nếu có bạn trai khác sẽ tốt hơn, phải không? Có sư phụ, nhưng có bạn trai sẽ tốt hơn, phải không? Mấy cái chuyện bạn trai không tốt đâu, nghe. Cô sống một mình và sẽ thấy hạnh phúc như thế nào nếu cô sống một mình lâu hơn? Dạ, lâu hơn 2 năm thì cô sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Nếu cô bận làm việc gì đó ít nhất cho chính mình, hoặc việc gì đó cũng có ý nghĩa, thì cô thậm chí sẽ không nghĩ tới bạn trai nữa. Ngay cả anh chàng đẹp trai nhất đến trước mặt, cô cũng sẽ không nhìn thấy, không cảm thấy gì cả. Dù có cảm thấy, cô sẽ biết đó chỉ là một loại phản ứng hóa học nhất thời hoặc thói quen. Nhưng cô phải gần gũi bạn tốt và làm việc nhé. Vì nếu ở một mình, cô sẽ cảm thấy cô đơn và rồi chỉ muốn ai đó làm bạn. Không nhất thiết là bạn trai, mà chỉ muốn ai đó gần bên nói chuyện hoặc giúp cô đóng đinh. Cô tự đóng đinh lấy. Ngay cả lúc nãy tôi phải sửa chỗ ở, phải treo màn giữ cho ấm hơn và đóng gì đó để đóng chặt cửa. Mấy thứ như vậy. Cửa của bục, cửa của sàn nhà, không phải cửa phòng tôi. Tôi không có cửa nào, chỉ là nếu đi lên mái nhà thì có vài cái cửa. Cửa từ tầng thứ hai hoặc tầng khác tôi phải đóng chặt. Tôi đã tự làm mọi việc. Hãy để mình luôn bận rộn, thậm chí biến mình thành người thợ khéo tay. Phải giữ bận rộn hoặc đọc sách, đọc mấy sách tâm linh quan trọng và ra ngoài làm tình nguyện viên với một số. Nhưng điều đó cũng nguy hiểm bởi vì có mấy người nam khác. Ý nói không phải cho cô, nhưng cho bạn trai kiểu nhất thời. Năng lượng tiêu hao cho lạc thú xác thịt rất quý báu. Thật sự nó làm mình cạn kiệt. Cô cần phải để dành năng lượng càng nhiều càng tốt để cô có thể đi xa hơn, bởi vì cô chỉ có từng đó năng lượng và nguyên liệu. Nếu cô làm tiêu hao hết trên đường, thì dĩ nhiên cô sẽ trì hoãn hành trình của mình hoặc ở lại một đẳng cấp thấp. Thành ra Thánh Phêrô cũng nói tốt nhất là sống độc thân. Nhưng thật sự nếu không thể thì hãy kết hôn. Tôi không có ý nói cô. Không ạ. Ý tôi nói Thánh Phêrô nói điều đó với những người khác, với tín đồ đệ tử của Ngài. Phần lớn minh sư họ đã kết hôn trước khi họ trở thành minh sư. Và sau khi họ kết hôn, họ hiểu rằng lạc thú tiếp xúc thân thể không giúp gì cho sự thăng hoa tâm linh. Chắc chắn không. Không nói đùa. Không phải như tôi xua ngón tay chỉ cô, như tôi giỏi hơn cô, không phải vậy. Chỉ là sự thật là như vậy. Vậy, hãy bình tĩnh, thư giãn, tọa thiền, làm điều tốt. Làm một số việc thiện nguyện với nhóm của chúng ta. Làm những việc tốt với đời sống và thời giờ quý báu của cô. Hãy cắt đứt loại chuyện bạn trai này trong đầu cô. Chỉ quyết định là cô không muốn, thì nó sẽ không xảy ra. Nhưng nếu cô cứ chần chừ và nghĩ, ồ, gì đây, ai là người kế? Và tiếp tục tìm, thì dĩ nhiên cô sẽ tìm thấy một người. Và rồi cô lãng phí thời giờ trong nước mắt, cãi cọ hoặc trong việc thích ứng và trong việc phân tán năng lượng. Không có gì thật sự tốt về điều đó. Thật sự như vậy. Không phải tôi ngăn cấm cô hay gì hết. Nhưng bất cứ ai thật sự muốn đi lên cao, phải giảm bớt tiếp xúc thân thể với phái kia.
Năng lượng mà quý vị hao tổn trong những hoạt động tình dục thật sự có hại cho quý vị, không chỉ thể chất mà cả tâm linh, cảm xúc, tinh thần, tâm lý nữa. Lực lượng tâm linh, đủ thứ. Quý vị cứ tiếp tục hao tổn và hao tổn, năng lượng của quý vị phí phạm tuôn ra ngoài, thay vì được bảo tồn. Tôi dạy quý vị làm quán âm, thiền âm thanh thiên đàng nội tại, bởi vì ngay cả ngón tay của quý vị cũng có năng lượng tốt. Quý vị cũng quay nó vào trong, không phải chỉ vì quý vị nghe cõi giới cao hơn, ngôi lời của Thượng Đế, mà còn trả lại năng lượng của mình qua hành động quán âm. Tưởng tượng, nếu tiêu hao nó, ngay cả ngón tay cái và ngón chân của quý vị, chúng cũng tuôn năng lượng ra ngoài rồi. Thành ra đa số mọi người khi tọa thiền, họ khoanh chân lại và chắp tay vào đầu đó. Thậm chí trong trường phép thuật, họ cũng bảo quý vị điều đó, rằng nếu nói chuyện với ai đó tốt hơn là quý vị khoanh chân lại. Có lẽ không thể ngồi kiết già vì quá lộ liễu khi quý vị đang giao dịch, nhưng ít nhất quý vị gác chân lên nhau dưới gầm bàn. Và cũng bảo đảm rằng bàn tay cũng không mở quá rộng, vì phòng khi người đó có từ trường không tốt sẽ chạy vào quý vị và quý vị phân tán lực lượng bằng cách để mình phơi bày và dễ bị tổn thương. Giống như chân quý vị mở, cánh tay của quý vị mở, và rồi quý vị cũng nói, và tai quý vị mở để nghe, mắt quý vị phải nhìn người đó. Càng đóng lại càng tốt. Thậm chí trong trường phép thuật họ dạy quý vị điều đó. Vậy nên, tiếp xúc cơ thể này với phái khác, người khác phái thật sự là tuôn chảy rất nhiều năng lượng ra ngoài. Quý vị tập trung tất cả vào hành động đó, nếu không sẽ cảm thấy bực bội hoặc không thỏa mãn. Và khi quý vị tập trung tất cả vào việc đó, thì quý vị chỉ ở đây, chỉ ở trong hành động đó, chỉ ở trong thế giới vật chất. Ít nhất trong giây phút đó hoặc trong lúc mà quý vị dành cho bạn tình của mình, quý vị rời bỏ thiên đàng, rời xa chân ngã của mình, quý vị quên cõi giới cao hơn và chúng ta không có nhiều thời gian. Chúng ta có quá ít thời gian vì đã phải dùng cho công việc mua sắm, nấu nướng, ăn mặc, lái xe, đủ mọi việc rồi. Và chúng ta chỉ có chừng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng để thiền, nếu có. Và thêm vào đó, quý vị hao tổn nhiều năng lượng hơn. Lạc thú thân thể hao tổn rất nhiều năng lượng hơn bất cứ hoạt động nào khác. Vì quý vị tập trung toàn sức lực, đặt trọn sức lực vào giây phút đó, và như vậy phí phạm rất nhiều năng lượng quý báu. Đừng nói chi tới ở đó vào giây phút đó. Quý vị chỉ ở ngay đó, không ở nơi nào khác cao hơn. Chỉ trong cõi thấp hơn, đẳng cấp thấp hơn, luân xa thấp hơn. Và quý vị muốn đi lên cao ở đây thì không đi xuống thấp. Lực lượng của Hồng Danh. Chấn, con có cái thể nghiệm là con đi viếng thăm một cảnh giới địa ngục nào đó thì có rất nhiều người gương mặt rất hung dữ và làm như muốn ăn thịt con. Và bên cạnh đó thì con nhìn ra thì cũng có 3-4 vị đồng tu. Thế con nói là thôi quý vị niệm Hồng Danh đi. Thế là con cũng cùng niệm với họ. Thế là người ta đổi sắc mặt và người ta lại quỳ xuống lại chúng con. Con muốn nói là con rất là cảm ơn sư phụ đã tặng con 5 vị hồng danh đó. Và từ đó là con cũng tăng niềm tin, đức tin tăng. Sư phụ, đừng có ở, đừng có xuống địa ngục nữa. Rủi quên niệm Hồng Danh làm sao? Tôi đã nói rồi. Tôi đã nói với quý vị là Hồng Danh rất quan trọng, lực lượng rất lớn. Một lần ở Anh Quốc, Luân Đôn, trong lúc cộng tu, tôi đi vòng quanh và nói với quý vị rằng Hồng Danh rất quan trọng. Cho dù quý vị ở địa ngục, nếu quý vị nhớ đến Hồng Danh, quý vị sẽ thoát ra được, nhớ không? Bởi vì đây là lực lượng rất mạnh, lực lượng rất lớn. Tên của 5 vị giáo chủ của 5 cảnh giới. Trong 5 cảnh giới, họ là vua. Thế nên ai nghe đến tên họ cũng đều quỳ xuống, rồi không ai có thể chạm tới quý vị. Đó là một sự bảo hộ thật sự, không chỉ trong đời sống vật chất, mà còn ở địa ngục và thiên đàng, bất cứ nơi đâu, bất cứ vũ trụ nào quý vị đến.
Đừng xem thường, hiểu không? Bởi vì có lẽ quý vị có được dễ dàng và tôi thường không quảng cáo nhiều về nó như cách họ làm trên TV. Nên quý vị nghĩ không là gì cả. Không phải vậy. Đó là cơ hội trong hàng triệu năm, hàng triệu kiếp. Hãy trân trọng nó. Dù quý vị không có thể nghiệm như vị sư huynh kia, hãy tin tôi. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.